Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 4. Toàn cảnh đội U12 sẽ kiểm tra định kỳ chất lượng đào tạo vận động viên. Đây là buổi kiểm tra định kỳ bắt buộc trong trung tâm. Công ty sẽ thành lập hội đồng kiểm tra. Đội U12 thì huấn luyện viên trưởng là ông Văn Sĩ Lĩnh, trợ lý là ông Phát Bảo Thắng. Các cháu sẽ kiểm tra theo từng bài. Bài 1 sẽ là bài tâng bóng. Hôm nay thì có mặt ông Phan Thị Thủy, phó tổng giám đốc, sẽ trực tiếp giám sát kiểm tra. Ngày kiểm tra định kỳ chất lượng đào tạo của vận động viên. Đây là toàn cảnh của đội U12. Bài thứ hai là sút cầu môn. Tất cả các vận động viên qua bài 1 cho đến bài số 2. Đến bây giờ hơn 1 năm rồi là các bạn phải nắm bắt các cái quẩy là 5 bắt 3. Rồi. Thank you.
Thời tiết bây giờ thì hơi có mưa phùn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm đến kỹ thuật của các vận động viên. Đây là bài kiểm tra của thủ môn, của tuyển thủ môn. Đá bị sạt đây à.